Khánh Dư Niên phần 2 vừa lên sóng đã lập hàng loạt những kỷ lục khó tin tại màn ảnh Hoa ngữ. Nhà sản xuất cũng tiết lộ đang chuẩn bị tiếp tục làm phần 3 và cũng là phần cuối của phim. Mới đây, siêu phẩm cổ trang Khánh Dư Niên 2 lên sóng những tập đầu tiên và liên tiếp xô đổ kỷ lục mà trước đó Giữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh lập được. Cụ thể, nếu như Giữ Phượng Hành mất 26 phút để đạt mức nhiệt 26.000 điểm trên Tencent, thì Khánh Dư Niên 2 chỉ mất 15 phút để đạt mốc này. Trước đó, phim liên tiếp nắm các kỷ lục phá mức nhiệt 21.000, 22.000, 23.000 đến 30.000 điểm nhanh nhất trên nền tảng. Đáng nói, Khánh Dư Niên 2 là bộ phim đầu tiên trong lịch sử Tencent Video đạt mức nhiệt 32.000 sau 126 phút ngay trong đêm phát sóng đầu tiên. Đây là mức điểm mà Giữ Phượng Hành chiếu hết phim cũng không đạt được, đồng thời 90% các phim chiếu trên Tencent không đạt được cột mốc này. Theo QQ, thực tế sự bùng nổ của Khánh Dư Niên 2 đã được dự đoán trước. Phần 1 của phim nhận được sự yêu thích cuồng nhiệt của khán giả. Sau 5 năm chờ đợi, phim mới ra mắt phần 2. Ngay từ khi phần 2 được bấm máy đã có hàng chục triệu khán giả chờ đón bộ phim. Khánh Dư Niên 2 cũng là tác phẩm có lượng người đặt trước xem cao nhất trên tất cả các nền tảng với 18 triệu người. Không chỉ bùng nổ về độ hot, Khánh Dư Niên 2 còn chứng minh được sức hút của mình với các nhà đầu tư. Trước khi phim lên sóng, nhà sản xuất đã công bố có tới 26 thương hiệu hợp tác mua quảng cáo trên Khánh Dư Niên 2. Trong ngày chiếu đầu tiên, tổng thời lượng quảng cáo của phim lên tới 675 giây với 45 quảng cáo của 9 thương hiệu. Có thể nói, số lượng quảng cáo của Khánh Dư Niên 2 chỉ trong ngày đầu tiên đã bằng các phim hot khác như Giữ Phượng Hành, Phùng Hoa hay Trường Tương Tư chiếu toàn bộ. Ngoài ra, ngay trong ngày đầu tiên lên sóng, Khánh Dư Niên 2 đã được trang Khốc Vân dự đoán sẽ đạt mức view 100 triệu. So với những bộ phim khác, view trong ngày đầu chỉ đạt từ 10 đến 20 triệu view. Giữ Phượng Hành trước đó nắm kỷ lục bộ phim có lượt xem ngày đầu cao nhất là 32 triệu view. Những số liệu siêu đẹp kể trên chứng minh sức công phá của bộ phim do Trương Nhược Quân và Lý Thấm diễn chính. Hiện tại, trên mạng xã hội Weibo, Khánh Dư Niên 2 đã chiếm trọn bảng xếp hạng các từ khóa hot nhất với những chủ đề như Khánh Dư Niên kịch vương, Lý Thấm nhìn là biết như công chúa, Vương Sở Nhiên cười giả vờ, rating của Khánh Dư Niên, Ngôn Bằng Vân, Phạm Nhàn vừa chết, các ông chú bạo loạn. Được biết, Khánh Dư Niên chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Miêu Nị, bộ phim xoay quanh cuộc đời của thiếu niên Phạm Nhàn, Trương Nhược Quân. Phần 1 của Khánh Dư Niên tập trung khai thác từ năm Phạm Nhàn 15 tuổi. Cha của Phạm Nhàn là Phạm Kiến và một cao thủ sử dụng độc dược, dạy cho Phạm Nhàn biết những chiêu thức dùng độc cũng như võ công. Sau 4 năm, tài sử dụng độc dược của Phạm Nhàn tăng cao. Cùng lúc đó, nhiều vụ án liên quan đến đầu độc xuất hiện ở Kinh Thần. Phạm Nhàn đến Kinh Đô để điều tra chân tướng. Vượt qua nhiều khó khăn, thử thách với sự giúp đỡ của bạn bè, trải qua cuộc đời với đủ mọi cung bậc cảm xúc, giúp Phạm Nhàn càng thêm kiên định với ý chí ban đầu của mình. Khánh Dư Niên được yêu thích nhờ kịch bản có chiều sâu, âm mưu quỷ kế tầng tầng lớp lớp. Phim còn khiến khán giả thích thú với phong cách kể chuyện hài hước. Dàn diễn viên tham gia trong phim đều là những nghệ sĩ kỳ cựu của giới giải trí Hoa ngữ như Trần Đạo Minh, Ngô Cương, Lý Tiểu Nhiễm, Tân Chỉ Lôi, Trương Nhược Quân, Quách Kỳ Lân, Lý Thấm, Tống Dật. Đồng thời, phần 2 cũng sẽ có sự tham gia của nhiều gương mặt mới như Vương Sở Nhiên, Mao Hiểu Đồng, Kim Thần, Vương Hiểu Thần, Du Phi Hồng, Quách Tử Phàm, Tất Ngạn Quân, Ninh Lý. Bên cạnh đó, phần phim này cũng có nhiều sự chuyển đổi vai diễn như diễn viên đóng vai Ngô Băng Vân từ Tiêu Chiến sang Ngô Hạnh Kiện, vai Diệp Đinh Nhi từ Hàng Cửu Nặc sang Kim Thần, Mao Hiểu Đồng vai Công Chúa Bắc Tề, Vương Sở Nhiên vai Tăng Văn. Trương Nhật Quân, diễn viên đóng vai chính Phạm Nhàn, tiết lộ nhân vật của anh sẽ gặp nhiều khó khăn trong phần 2. Trong quá trình đóng phim, anh cũng học hỏi được các nghệ sĩ lớn tuổi hơn như Trần Đạo Minh, Vu Dương.